Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Tỷ lệ bị phơi nhiễm với khói thuốc là rất cao, đặc biệt ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ và trẻ em. Khói thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều căn bệnh khác nhau. Tại các điểm công cộng như quán cà phê, quán nước vỉa hè, điểm dừng xe buýt, thuốc lá được hút mọi lúc mọi nơi. Không quan tâm đến những người xung quanh, người hút thuốc lá cứ ngang nhiên hút, phả khói thuốc để tận hưởng cảm giác sảng khoái của mình. Thì hồi mà nó thanh niên á, cũng có hút thuốc hơn 20 năm rồi. Đấy thì cũng hút theo cái trào lưu rồi là thấy người ta hút nhiều thì rồi mình cũng hút theo. Tôi xưa em ngay hút một tấm gói, chơi đi bơi mình ăn nhau, có thể đi chơi đi bơi mình sẽ hút hơn một gói. Hơn 30 năm hút thuốc, ông Đào Khắc Phán ở thôn Thượng Lội, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ thuốc lá, mặc dù gia đình nhiều lần khuyên nhủ, phân tích. Cứ thuốc là do cái bản, thứ nhất mà nói là cho đặc thù công việc, do giao tiếp, đặc biệt có tham gia việc xã hội. Vậy cùng đương thời thì đang có cái giao tiếp ra đi bán bè buôn bán chẳng hạn, cho nên là cái chỗ là hút thuốc thành thói quen. Trước đấy uống như thế thì hút thuốc nhiều mà khuyên mãi uống bỏ được. Bây giờ đây ông cảm thấy sức khỏe còn lời, bỏ đỏ đi bỏ lại 2-3 lần rồi. Thế nhưng khi sức khỏe ngày một kém đi, thêm việc được tham gia nhiều buổi truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá do Hội Phụ Nữ xã tổ chức, ông Phán mới thực sự hiểu hết những ẩn họa đằng sau khói thuốc. Với suy nghĩ không có gì là quá muộn, lại thêm sự động viên hỗ trợ từ phía gia đình, ông quyết tâm bỏ thuốc lá. Cuối cùng, ông đã thành công nhờ quyết tâm chiến thắng chính bản thân mình. Hiện nay, ông là tuyên truyền viên tích cực của địa phương trong công tác truyền thông về tác hại thuốc lá. Sau khi câu lạc bộ của Không Khói Thuốc thành lập, bà có tham gia vào cái câu lạc bộ, do đó là gây có cái tâm sự vợ chồng, có tâm sự. Đặc biệt trong chiều phụ nữ cũng có đến vận động, là một thành viên trong gia đình. Bà tham gia câu lạc bộ mà như thế ông hút thì cũng được. Chị em có đến bà thì tôi quyết tâm bỏ. Và từ bỏ này thì tôi cảm thấy sức khỏe. Khuyến rằng các bạn trẻ, nếu ai đó nó còn hút thuốc thì cũng nên bỏ. Bởi vì tốt nhất là để giữ sức khỏe cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình, tốt nhất bản thân và cũng có lợi cho xã hội. Được thành lập từ đầu tháng 11 năm 2021, câu lạc bộ Gia đình có sức khỏe không khói thuốc, thôn Thượng Lội là mô hình đầu tiên được triển khai ở Hà Tĩnh. Với mục đích tuyên truyền vận động mọi người, trước hết là người thân, các thành viên nói không với thuốc lá và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe gia đình. Câu lạc bộ đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả với nhiều cách làm ý nghĩa. Tại những buổi sinh hoạt như thế này, câu chuyện mà chị em chia sẻ phần lớn là niềm vui khi người thân dần hạn chế và bỏ thuốc lá. Sức khỏe ngày càng được cải thiện. Quá trình tuyên truyền vận động của những người mẹ, người vợ, sự tham gia đồng hành của các chi hội phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Lộc đã đưa lại nhiều con số biết nói. Thôn Thượng Lội chúng tôi thì tỷ lệ hút thuốc lá thì khoảng 80%, nhưng đã thành lập được cái chương trình câu lạc bộ gia đình sức khỏe không khói thuốc. Hiện tại bây giờ tỷ lệ đã giảm xuống chỉ còn 20%. Vì vậy thì tình trạng của cả ông chồng cũng như con và làng xóm thì có một cái sức khỏe đảm bảo hơn và lành mạnh hơn. Thông qua việc tuyên truyền vận động của câu lạc bộ, nhiều người hút thuốc lá lâu năm trong thôn Thượng Lội cũng từ bỏ thói quen này. Đặc biệt, không chỉ người lớn tuổi, nhờ sự tích cực của các thành viên câu lạc bộ là những người mẹ, người vợ đã vận động nhiều người trẻ cũng từ bỏ thuốc lá. Sau này mình có con nhỏ với sự thuyết phục của vợ đó, rất cảm thấy nó độc hại, nó bỏ thì mình cảm thấy con người nó khỏe mạnh, ăn uống, ăn ngon, ngủ ngon hết. Những năm gần đây, với sự vào cuộc của các cấp các ngành, trong đó có Hội Phụ Nữ các cấp, rất nhiều người đã giảm hút và cai nghiện thành công thuốc lá. Nhiều nơi như ở huyện Can Lộc, Hương Khê, Nghi Xuân, các cấp hội đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong tuyên truyền vận động hội viên từ bỏ thói quen hút thuốc lá, nhằm loại trừ một trong những nguyên nhân gây ung thư, bệnh tật cho chính cơ thể mình và cộng đồng. Với sự nhiệt tình xông xáo cùng cách làm linh hoạt, chị Nguyễn Thị Diện, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ thôn Bình Sơn, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc đã góp phần giúp nhiều người từ bỏ thuốc lá.
chị Diện đã thường xuyên đến vận động chia sẻ về những tác hại của thuốc lá điện tử, khói thuốc đối với người sử dụng và những người thân trong gia đình. Mưa dầm thấm lâu, nhận thức của những người hút thuốc lá đã thay đổi và họ đã quyết tâm từ bỏ thuốc lá. Giờ là có câu lạc bộ của phụ nữ á, là vận động rồi là bỏ thuốc được một năm, là sức khỏe nó ổn định, nó tăng được 3 kg, mà lại cảm thấy là mình không ảnh hưởng mọi người xung quanh này, rồi đôi khi có trẻ con nữa. Tranh thủ mọi lúc mọi nơi, việc tuyên truyền về xây dựng gia đình không khói thuốc được chi hội trưởng chi hội phụ nữ Nguyễn Thị Diện lồng ghép vào các cuộc họp chi hội, các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Nắm bắt được là cái hộ gia đình đó, cái anh đó là nghiện thuốc, nên là cũng đến là từ từ á, cùng vận động từ từ á, thì trước hết là cùng là vận động vợ cái nè, để rồi là vợ có cái tác động với chồng á, thì trong cái của việc mà vận động á thì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cùng tôi cũng cố gắng để rồi là vận động các cái hộ gia đình có cái người nghiện hút á là từ bỏ được. Kể từ khi thành lập cho lại nãy thì cũng đã vận động được rất là nhiều người đã từ bỏ thuốc, trong đó là có những anh là nghiện rất là nghiện, nghiện thuốc từ trên 10 đến 20 năm. Nhưng mà sau khi mà được chị Diền cũng như chị em trong ban chấp hành hội phụ nữ là tuyên truyền vận động thì họ cũng đã nhận ra được là kỳ hút thuốc lá là rất có hại cho sức khỏe và trước hết là tổn thất về kinh tế. Thứ hai nữa là cũng có nhiều những cái bệnh tật mà liên quan đến hút thuốc lá. Khói thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người hút mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là phụ nữ mang thai, trẻ em. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đã có hiệu lực thi hành nhiều năm, song trên thực tế, tại các hộ gia đình, chồng con hút thuốc lá vẫn còn diễn ra. Để góp phần trong xây dựng môi trường cộng đồng trong lành, không khói thuốc, vì sức khỏe của mọi người, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều mô hình đồng loạt về gia đình có sức khỏe không khói thuốc, bắt đầu từ chính người thân trong mỗi hội viên. Nhờ đó hiệu quả rõ nét trong mỗi hộ gia đình, mỗi thôn xóm, làng xã. Hiện nay, toàn tỉnh có 6 câu lạc bộ, gia đình có sức khỏe không khói thuốc. Với cả cái nội dung trong cái xây dựng gia đình có sức khỏe không khói thuốc thì luôn được cả cái cấp hội quan tâm triển khai thực hiện. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, đa dạng hóa cả cái hình thức trong sinh hoạt, lồng ghép cả cái nội dung của chi hội cũng như là vào cả cái nhiệm vụ của địa phương, đồng thời tiếp tục chỉ đạo cả cái đơn vị nhân rộng cả cái mô hình câu lạc bộ gia đình có sức khỏe không khói thuốc. Từ bỏ thuốc lá giúp người thân yêu của mình bỏ thuốc không bao giờ là quá muộn. Vì vậy, mỗi phụ nữ hãy lên tiếng để bản thân chị em và các trẻ em được sống trong môi trường không khói thuốc, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất tác hại của thuốc lá, tiến dần đến nói không với khói thuốc, ngoài sự nỗ lực của các cấp hội phụ nữ, đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng, đặc biệt là ý thức của mỗi người dân.